Cách đây hơn 6 thập kỷ, nhạc sĩ Phạm Duy hoàn thành nhạc phẩm Tình Ca, đương nhiên là một khúc hát ca ngợi tình yêu. Nhưng khác với lẽ thường, ca khúc này không dành cho tình yêu nam nữ, mà một thứ tình yêu cao cả hơn nhiều. Thứ tình yêu mà mỗi người cần có, phải có, đó là tình yêu quê hương. Tôi yêu tiếng nước tôi. Tình yêu quê hương có điểm xuất phát khác nhau ở mỗi người. Đó có thể là hình ảnh bà mẹ tần tảo nuôi ta khôn lớn, một mái tranh nghèo đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, một cánh cò bạc gió chiều đông phù hợp với tâm trạng, một lũ chuồn chuồn khiêng nắng qua dòng sông hiền hòa, đôi mắt vời vợi của người thiếu nữ thay lời muốn nói. Song có lẽ đối với rất nhiều người, cũng giống như tác giả, tình yêu quê hương bắt nguồn từ những lời ru của mẹ. Tiếng ru, thứ tiếng ngọt ngào, đầm thắm của người mẹ đến với ta khi ta vừa ngỡ ngàng mở mắt chào đời chính là tiếng Việt. Một gia tài vô giá, có lịch sử lâu đời gắn liền với bao nhiêu biến cố thăng trầm của quá trình dựng nước và giữ nước. Tiếng nói vốn là phương tiện để giao tiếp giữa người với người, trong một nước đã trở thành phương tiện để hình thành một dân tộc và thống nhất một quốc gia. Song với chúng ta, đó là hoàn cảnh đặc biệt của đất nước. Tiếng Việt còn trở thành một sợi chỉ vô hình ràng buộc hàng triệu người Việt tha hương trên khắp thế giới. Đã biết bao nhiêu lần nước mắt nhà tan, kẻ xâm lược tìm trăm phương ngàn kế để đồng hóa, nhưng tiếng Việt vẫn mãi còn để viết lại những trang sử hào hùng, để làm nên những tác phẩm văn chương bất hủ. Từ điểm xuất phát và tình yêu sâu đậm đối với tiếng nước tôi, tình yêu ấy mở rộng thành tình yêu đất nước, vẫn giọng dạc mượt mà và trữ tình. Lời ca vẽ ra một đất nước thanh bình, nằm phơi phới bên bờ biển xanh, với sự hùng vĩ của dãy Trường Sơn, ẩn bóng hoàng hôn, với cội nguồn dân tộc, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng. Yêu tiếng Việt, đất nước Việt chính là yêu con người Việt qua hình ảnh rắc đỏi yêu thương. Là người nông dân mà cách đây 6 thập kỷ, đó là những bác nông phu, người đội sương nắng bên bờ ruộng sâu, vài nghìn năm đứng trên đất nghèo, mình đồng da sắc không phai màu. Những người ấy đã là những người dân tộc, sẽ ngàn đời biết ơn vì công lao mở nước, với tấm áo nâu bạc phết và thấm đẫm mồ hôi. Họ cũng chính là những anh hùng của thời xa xưa, những anh hùng của một ngày mai. Giai điệu tuyệt vời của tình ca Hay Hồn Sông Núi. Tôi
đất nghèo, mình đồng xa sắt không phai màu. Tơ máu đâu nhớ mẹ quê, chỉ biết cần lao những trẻ quê bạn với đàn trâu. Mình đi từ cõi rừng cao, dắt dìu nhau vào đến Cà Mau. Áo ơi, tôi yêu biết bao người lý lê chân và con Kỷ vật cho em là một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Nhi, viết về sự bi hùng của người lính trong thời binh lửa. Cùng theo đó là những hậu quả tàn khốc mà cả một thế hệ phải gánh chịu. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Playmer hay đức cơ Đồng Xoài Bình Giả. Anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hồn gỗ cài hoa. Đó là phần lời đầu tiên của bài hát Kỷ vật cho em mà chắc hẳn ai cũng đã quen thuộc. Trong đoạn này có nhắc đến những địa danh hải hùng là các vùng biên địa đã vùi thay biết bao con người đã ngã xuống ở cả hai bên chiến tuyến. Đó là Playmer, Đức Cơ ở Tây Nguyên, trận Bình Giả cuối năm 1964 và trận Đồng Xoài năm 1965. Nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc bài hát từ bài thơ gốc mang tên để trả lời một câu hỏi của thi sĩ Linh Phương. Và nội dung bài thơ, bài hát cũng là câu hỏi đầy cảm thương: bao giờ anh trở lại? Từ lâu, thăng trai đã gửi trọn về nơi chốn xa trường. Làm sao người lính có được câu trả lời chính xác ngoài một lời hồi đáp rất lưng chừng gửi đến người yêu: mai mốt anh về. Và nếu thật là mai mốt anh về thì cũng không thể đảm bảo rằng anh sẽ được về trong nguyên vẹn hình hài, hay phải về trong hòm gỗ cài hoa phủ màu cờ, trên một chiếc trực thăng sơn màu tan trắng, hay trong chiếc poncho buồn liệm xác phủ kín hồn anh. Và khi đó em sẽ phải là người đầu đội khăn sô vội vàng trên mái đầu còn xanh ngát.
Ngay ở đầu bài hát, những bi kịch tang thương nhất đã được tác giả đẩy đến cao trào. Tuy nhiên, đó chỉ là tình huống giả định mà anh lính trong bài hát phải trả lời câu hỏi của người yêu. Là bởi vì sống giữa thời mà lằn ranh sinh tử mong manh như sợ tóc, thì bất kỳ người lính nào cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng đối diện với điều tồi tệ nhất. Ở đoạn sau đó, kết cuộc đỡ thê thảm hơn, nhưng vẫn đầy nét bi hùng. Anh trở về trên đôi nạng gỗ với tư cách là một bại tướng cục chân. Đến khi đó thì em có vui lòng đi dạo phố cùng một gã tạc nguyền, và tâm hồn đã chai đá như anh không. Nếu như chỉ còn lại những sự ngượng ngùng khi cùng dạo bước và nhìn nhau ái ngại, thì anh xin làm một kẻ xa lạ để đời em không phải chịu những gian dở và bẻ bàng. Anh trở về và sẽ cố nhìn em bằng một ánh mắt chưa quen, xem như trái tim và cả tâm hồn anh đã gục chết đêm qua trên vùng tử địa, để rồi nay chỉ trở về bằng một cái xác tặc nguyền, không một niềm cảm xúc. Một điều nhận thấy, bài hát này rất đậm tinh thần phản chiến, và hoàn toàn có lý khi nói rằng kỷ vật cho em có thể làm nản lòng binh lính thời ấy. Nếu chỉ nhìn thấy toàn một màu u ám của ngày trở về như vậy, thì còn mấy người nhiệt huyết ra đi. Và quả thật, bài hát đã từng bị chính quyền cấm đón. Sau đó, nhạc sĩ Phạm Duy với ý muốn được phổ biến tác phẩm, nên đã chấp nhận sửa lời thành một bài hát mang sắc thái lạc quan hơn. Tuy nhiên, phần lời này chỉ phổ biến cho đến năm 1975 mà thôi. Bởi vì sau đó, trong các băng nhạc ở hải ngoại, người ta chỉ hát phần lời gốc để nhắc lại một thời đau thương không thể nào quên. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về gian dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần trăn trối. Em ơi, giờ trở lại xin trả lời, xin trả lời mai mốt định về. Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Playmen hay đức cơ đồng xoài bình giá. Anh trở về, anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về trên chiếc bóng ca, trên trực thăng sơn màu tăng trà. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời mai muốn anh về. Anh trở về chiều hoa cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền chai đá. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời.
trở lại. Xin trả lời, xin trả lời, mai một anh.